Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yumio. Nhắc đến sô-cô-la và cacao thì mình sẽ ấn tượng về vị thơm ngon và những lợi ích tốt cho sức khỏe. Một mùa Valentine nữa cũng đã sắp đến rồi. Hôm nay vào bếp á, Nhung sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm sô-cô-la từ bột cacao. Trên đây là tất cả những nguyên liệu cần dùng để làm sô-cô-la. Công thức chi tiết á, mình có chia sẻ ở phần mô tả, các bạn có thể vào để tham khảo thêm. Bây giờ mình mời các bạn vào bếp và cùng làm chung với mình luôn nha. Để làm sô cô la, đầu tiên mình cho vào nồi 25g bơ lạc. Tiếp theo là 200g sữa đặc. Trộn đều tay để bơ tan trong sữa. Bật bếp lên ha và mình đun nóng hỗn hợp bơ với sữa. Khi thấy hỗn hợp sữa loãng ra và lên hơi, lúc này mình sẽ chỉnh nhiệt độ về mức lửa thấp nhất. Sữa và bơ đã tan chảy và lỏng ra, hỗn hợp bắt đầu sôi nhẹ, như vậy là đã đạt rồi hen. Mình tắt lửa và nhấc nồi xuống. Cacao á, mình sẽ chia ra làm nhiều lần và cho vào trong hỗn hợp sữa với bơ. Để cacao không bị vón cục á, mình sẽ dùng một cái rây để rây mịn hen. Với 100g cacao á, mình chỉ cần sử dụng khoảng 80g và 20g còn lại á, mình dùng để làm bột áo. Mình trộn đều tay ha, đến khi thấy cacao với sữa thành một khối dẻo như vậy á, là đã đạt rồi hen. Mình chuẩn bị một cái khuôn ha, và bên trên có lót một lớp màng thực phẩm. Lớp màng này sẽ giúp cho sô cô la khi đông lại lấy ra được dễ hơn. Sô cô la đã được bọc kín lại. Bây giờ mình sẽ đem cất vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng ha. Sau 2 tiếng bỏ trong ngăn mát tủ lạnh á thì sô cô la cũng đã cứng hơn rồi. Giờ mình bắt đầu đi tạo hình ha. Để khi cắt ra sô cô la không bị dính á, mình sẽ cho một ít bột áo lên trên tấm thớt. Bên trên á, mình cũng phủ thêm một lớp bột áo nữa. Dùng dao á, mình cắt sô cô la thành những miếng nhỏ để tạo hình.
Dĩa dùng để đựng sô-cô-la, mình sẽ cho một ít bột áo lên. Tạo hình vuông cho những miếng sô-cô-la nhỏ, sau đó là mình áo đều bên ngoài một lớp cacao mỏng. Tạo hình cho sô-cô-la, các bạn có thể tạo hình bằng tay nè, hoặc là bằng khuôn cũng được. Nếu mà tạo hình bằng tay á, thì mình sẽ tạo thành hình vuông nè, hoặc là hình tròn. Và tạo bằng khuôn á, thì nó sẽ có nhiều loại khuôn như là khuôn trái tim nè, khuôn hình hoa. Lớp áo phủ bên ngoài sô-cô-la cũng có rất là nhiều loại. Và cách đơn giản nhất á, là dùng bột cacao giống như mình đang làm. Ngoài ra là cũng có thể dùng sô-cô-la chảy được làm từ sữa và bột cacao. Hoặc là mình cũng có thể trang trí bên ngoài bằng các loại hạt như là hạt dẻ cười, hạt đậu phộng đã giã nhỏ ra. Và các loại kẹo trang trí hình viên bi, hình trái tim. Phần sô-cô-la mình sẽ làm theo đúng tỷ lệ của công thức. Riêng lớp áo trang trí bên ngoài á, mình có thể thoải mái sáng tạo theo sở thích cá nhân ha. Như vậy là những viên sô-cô-la bé bé xinh xinh được làm từ 3 nguyên liệu chính, đó là bột cacao, sữa đặc và bơ lạc, mình cũng đã hoàn thành xong rồi. Mình mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình luôn nha. Miếng sô-cô-la tan chảy trong miệng với vị thơm đặc trưng của cacao, vị béo của sữa và bơ. Độ ngọt vừa phải kết hợp lại rất là tròn vị. Sô-cô-la là món quà tượng trưng cho hạnh phúc và cũng là món quà sức khỏe đáng trân quý gửi đến một nửa yêu thương. Còn gì tuyệt vời hơn khi tự tay vào bếp làm những viên sô-cô-la xinh xắn để gửi đến những người thân yêu. Sô-cô-la được làm từ bột cacao với nguyên liệu dễ kiếm và công thức đơn giản, ai cũng có thể làm được ngay lần đầu tiên. Chúc các bạn thành công với công thức mình vừa chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo nữa nhé.